Man City thua sốc Newcastle, Arsenal thắng tối thiểu. Đúng như tuyên bố trước trận, huấn luyện viên Pep Guardiola không coi trọng League Cup. Bằng chứng là dù phải đối đầu với Newcastle, Man City vẫn bước ra sân với một đội hình bao gồm nhiều nhân tố dự bị. Phía bên kia chiến tuyến, Newcastle cũng cất nhiều trụ cột so với chiến thắng 8-0 gây chấn động trước Sheffield United mới đây. Vì lẽ đó, hiệp 1 diễn ra mà không có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Nhưng ngay đầu hiệp 2, cú sốc đã xảy ra. Phút 53, Isak chớp thời cơ mở điểm cho chiếc chòe. Khoảng thời gian sau đó thì Man City dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, The Citizen vẫn không tìm kiếm được bàn gỡ. Tỷ số 1-0 nghiêng về Newcastle được duy trì đến hết trận, khiến Man City phải kết thúc hành trình League Cup ngay từ trận ra quân. Ở một diễn biến khác của Carabao Cup, Arsenal có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân của Brentford. Tung ra sân đội hình phụ, nhưng Arsenal bắt đầu trận đấu một cách chủ động. Chỉ 8 phút bóng lăn, kép phụ Reiss Nelson đã mở tỷ số cho đội bóng Bắc London. Trong hiệp đấu thứ hai, chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống phòng ngự của Arsenal. Trong bối cảnh Brentford vùng lên tấn công dữ dội để tìm bàn gỡ, nhà Á quân Premier League căng mình ra bảo vệ thành quả và đã thành công với kế hoạch đó. Pháo thủ ra về với chiến thắng tối thiểu để giành vé vào vòng 4 League Cup. Ở các trận đấu đáng chú ý còn lại, Chelsea tạm thời chấm dứt cơn khủng hoảng bằng chiến thắng tối thiểu trước Brighton, trong khi Liverpool đánh bại Leicester City với tỷ số 3-1. Đáng chú ý ngay ở vòng 3 kết thúc, ban tổ chức cũng đã bốc thăm vòng 4. Tại đây, MU sẽ chạm mặt Newcastle, Arsenal đối đầu với West Ham, trong khi Liverpool đụng độ Bournemouth. Real Madrid chốt thời điểm mua Mbappe. Nguồn tin từ trang Defensa Central cho biết, Real Madrid muốn sớm đẩy nhanh tiến trình chiêu mộ Kylian Mbappe và đặt mục tiêu chốt thương vụ này vào tháng 1. Hiện tại hợp đồng giữa chân sút người Pháp với Paris Saint-Germain sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm 2024, cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, Kylian Mbappe cho thấy anh không muốn gắn bó lâu dài cùng đội bóng nước Pháp. Đầu mùa giải, thậm chí chân sút người Pháp còn nhận án phạt từ ban lãnh đạo PSG và không được huấn luyện viên Luis Enrique sử dụng. Hiện tại, dù mối quan hệ giữa Mbappe và đội bóng chủ sân công viên Camp Nou đã cải thiện hơn, nhưng vẫn rất khó để anh đồng ý gia hạn hợp đồng cùng với PSG. Do đó, đây sẽ là cơ hội để Real Madrid nhảy vào thương vụ này và chiêu mộ ngôi sao người Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do. Được biết rằng sau khi chia tay Karim Benzema và không bổ sung thêm một tên tuổi lớn, hàng công Real đang mất đi sự sắc bén và tỏ ra phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của một tiền vệ là Jude Bellingham. MU lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Erik ten Hag. Ten Hag được bổ nhiệm vào năm 2022 và dẫn dắt MU cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League và Carabao Cup trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt. Mùa giải 2023-2024 bắt đầu với MU đầy khó khăn. Với 4 trận thua từ đầu mùa cùng một số vấn đề ngoài sân cỏ, mặc dù Quỷ Đỏ đã phần nào lấy lại niềm tin bằng 2 chiến thắng chỉ sau vài ngày, chiến lược gia Hà Lan còn hợp đồng với MU cho đến tháng 6 năm 2025 với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Nhưng các cuộc đàm phán gia hạn luôn được kéo dài khoảng 18 tháng kể từ thỏa thuận ban đầu nên không bao giờ là quá sớm. Giới chóp bù MU có ý định tiếp tục hợp tác với Ten Hag và đã liên hệ với đại diện của ông. Đã 10 tháng kể từ khi gia đình Glazer tuyên bố bắt đầu quá trình tìm kiếm các lựa chọn thay thế chiến lược liên quan đến đầu tư và câu lạc bộ hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu, và quá trình này đã gây bất ổn cho nội bộ đội bóng. Giám đốc điều hành Richard Arnold đã được trao quyền tự chủ về các quy trình kể từ khi được bổ nhiệm và đang cố gắng tiến hành gia hạn hợp đồng với các cầu thủ và nhân viên. Marcus Rashford đã ký hợp đồng dài hạn mới vào mùa hè và được biết huấn luyện viên Erik ten Hag hiện đang sẵn sàng đàm phán. Arnold và John Mutua được cho là rất hài lòng với ten Hag và tiếp tục ủng hộ ông, ngay cả sau những kết quả đáng quên gần đây và các vấn đề ngoài sân cỏ. Họ tin rằng Erik ten Hag vẫn là người phù hợp để dẫn dắt MU tiến lên và gần đây đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nhà cầm quân 53 tuổi trong cuộc xung đột giữa ông và Jadon Sancho. MU chốt giá sốc để bán đứt Sancho. Nguồn tin từ tờ Bin khẳng định, thời gian gần đây, Borussia Dortmund thực sự đang nghiêm túc cân nhắc về quyết định đưa ngôi sao người Anh trở lại Bundesliga. Tuy vậy, họ chỉ muốn thực hiện một thương vụ cho mượn, trong khi MU lại có kế hoạch bán đứt Sancho với mức phí là 60 triệu bảng. Đối diện với con số khổng lồ mà MU yêu cầu, Dortmund đã phải suy xét lại viễn cảnh chiêu mộ Sancho, bởi họ hoàn toàn không có ý định đáp ứng những gì Quỷ Đỏ đòi hỏi. Được biết rằng bên cạnh chuỗi phong độ kém cỏi kể từ khi chuyển đến Old Trafford, Dortmund còn quan ngại về lối sống thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ này, nên rất khó để có khả năng câu lạc bộ vùng rút sẽ bạo chi vì cầu thủ cũ của mình. Với mức giá quá cao được MU đưa ra, chuyện bán đứt Sancho sẽ rất khó khăn, nhưng điều đó cũng không cứu vãn được tình hình vào lúc này. Thay vì chấp nhận xin lỗi huấn luyện viên Erik ten Hag, Jadon Sancho đã khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi bất ngờ khóa tài khoản Instagram cá nhân của mình. Vì vậy có thể nói viễn cảnh Sancho rời khỏi Old Trafford đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết.
MU tranh Osimhen với Chelsea. Mới đây, Napoli đã đăng một video trên tài khoản TikTok của họ để chế nhạo Osimhen sau khi anh sút hỏng quả phạt đền trong trận hòa không đều trước Bologna vào thứ Bảy tuần trước. Người đại diện của Osimhen, Roberto Calenda, tuyên bố rằng anh có quyền thực hiện hành động pháp lý chống lại Napoli về video này. Bản thân cầu thủ người Nigeria đã xóa tất cả ảnh của Napoli khỏi tài khoản Instagram của mình. Chelsea được cho là đang theo dõi tình hình của tiền đạo này. TalkSport tuyên bố rằng huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã yêu cầu ban lãnh đạo The Blues ký hợp đồng với một tiền đạo đẳng cấp vào tháng giêng và Osimhen là mục tiêu hoàn toàn phù hợp. Trong khi đó, Man United đã quan tâm đến Osimhen từ lâu, nhưng cũng giống như The Blues, họ đã không thể mua anh vào mùa hè này do phía Napoli hét giá quá cao. Thay vào đó, đội bóng của Erik ten Hag đã ký hợp đồng với Rasmus Højlund từ Atalanta với mức phí tổng cộng là 72 triệu bảng. Những người hâm mộ MU đang kêu gọi câu lạc bộ dùng Jadon Sancho để đổi lấy Osimhen trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Sancho hiện đang mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik ten Hag và bị cấm tham gia mọi hoạt động của câu lạc bộ. Tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ phải ra đi vào tháng 1 và nếu được dùng để đổi lấy Osimhen thì quả là một tin tức không thể vui hơn đối với các fan quỷ đỏ. Đội bóng của Ronaldo dính bê bối nợ lương. Theo tờ Sport Bible, các câu lạc bộ ở Saudi Pro League bao gồm cả Al-Nassr của Cristiano Ronaldo đã bị yêu cầu trả 16 triệu đô tiền lương chưa thanh toán cho các cầu thủ trong 18 tháng qua. Đây là một thông tin khá bất ngờ bởi ai cũng biết rằng Al-Nassr là một trong những câu lạc bộ có tiềm lực tài chính lớn nhất thế giới. Việc nợ lương cầu thủ là trường hợp cực kỳ khó tin. Vấn đề nợ lương ở Ả Rập trở nên phổ biến đến mức FIFPro, Liên đoàn bóng đá quốc tế đã khuyên các cầu thủ không nên tham gia các câu lạc bộ Saudi Pro League do những vấn đề này trong quá khứ. Theo The Athletic, cựu tiền đạo của Nottingham Forest, Lewis Graban đã gia nhập Al Ahly vào năm 2022, nhưng hợp đồng 2 năm bị chấm dứt trong vòng 3 tháng khi anh tuyên bố mình bị nợ 400.000 đô la Mỹ tiền lương. Graban đã tìm kiếm hành động pháp lý và cuối cùng giành được 700.000 đô. Al Ahly tạm thời bị cấm đăng ký bất kỳ cầu thủ nào mới trong 2 kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, họ đã kháng cáo thành công điều này. Báo cáo tương tự cũng liên quan đến Al-Nassr của Cristiano Ronaldo. Họ được lệnh trả cho tiền vệ Petros số tiền là 2,5 triệu đô tiền lương chưa được trả. Nhưng vụ việc vẫn đang tiếp diễn. Đội bóng có trụ sở tại Riyadh cũng gây tranh cãi khi chấm dứt hợp đồng với Abdulrazak Hambala do thái độ thiếu chuyên nghiệp. Để hướng đến mùa giải 2023-2024 của bóng đá thế giới, ekip bị luyện viên Mai Anh Tài cần tuyển 5-7 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content. Yêu cầu đối với content writer am hiểu về các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản, có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua địa chỉ mail đang hiển thị trên màn hình. Thay mặt ekip, biên viên Mai Anh Tài xin trọng cảm ơn.